Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện tập về chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Với các kiến thức cần nhớ, thứ nhất, cần ghi nhớ các ký hiệu. N nhỏ là số mol chất, đơn vị là mol. M nhỏ là khối lượng chất, đơn vị là gam. M lớn, khối lượng mol chất, đơn vị gam trên mol. V được dùng ở đây là thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, đơn vị là lít. N lớn là số Avogadro, là 6 x 10 mũ 23. A lớn là số nguyên tử hay phân tử, đơn vị là nguyên tử hay phân tử. Thứ hai là cần nhớ các cách tính số mol. Cách thứ nhất, số mol sẽ bằng khối lượng chất chia khối lượng mol. Thứ hai, số mol bằng thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn chia cho 24,79. Thứ ba, số mol bằng số nguyên tử hoặc số phân tử chia cho số Avogadro. Để nắm chắc các công thức tính số mol, chúng ta sẽ luyện tập thông qua bài sau. Câu 1. Tính số mol của A 28 gam Fe cho nguyên tử khối của Fe là 56. Đề bài cho 28 gam Fe tức là cho khối lượng của Fe. Vậy chúng ta sẽ tính số mol theo công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia M lớn, tức là số mol sẽ bằng khối lượng chất chia cho khối lượng mol. Trong đó, khối lượng Fe đề cho là 28 gam, còn khối lượng mol Fe có số trị bằng với nguyên tử khối là 56 gam trên mol. Từ đây, chúng ta tính được số mol Fe sẽ bằng khối lượng Fe chia cho khối lượng mol Fe. 28 chia cho 56 được 0,5 mol. Câu B. Tính số mol của 9,8 gam H3PO4 cho nguyên tử khối của H là 1, nguyên tử khối của O là 16 và nguyên tử khối của B là 31. Bài này cho 9,8 gam H3PO4 vẫn cho khối lượng của chất. Vậy chúng ta vẫn sử dụng công thức số mol bằng khối lượng chất chia cho khối lượng mol. Trong đó, M nhỏ H3PO4 bằng 98 gam. M lớn H3PO4 cách tính giống như tính phân tử khối. Lấy 3 x 1 cộng 31 cộng 4 x cho 16 được 98 gam trên mol. Thế vào công thức, N nhỏ H3PO4 bằng M nhỏ H3PO4 chia cho M lớn H3PO4 bằng 9,8 chia cho 98, kết quả là 0,1 mol. Câu C. Tính số mol của 7,437 lít CH4 ở điều kiện chuẩn. Đề bài cho thể tích CH4. Vậy chúng ta sẽ tính số mol bằng cách lấy thể tích chia cho 24,79. Đây là công thức dùng cho chất khí ở điều kiện chuẩn. Với thể tích của CH4 bằng 7,437 lít. Vậy N nhỏ CH4 sẽ bằng V CH4 chia 24,79. 7,437 chia 24,79 được 0,3 mol. Câu D. Tính số mol của 2,55 x 10 mũ 23 nguyên tử Cu. Đề bài cho số nguyên tử, vậy chúng ta sẽ tính số mol bằng cách lấy số nguyên tử chia cho số Avogadro. Với A lớn Cu bằng 2,55 x 10 mũ 23 nguyên tử, vậy số mol Cu sẽ bằng A lớn Cu chia cho N lớn, tức là bằng 2,55 x 10 mũ 23 chia 6 x 10 mũ 23, kết quả là 0,425 mol. Như vậy là chúng ta vừa luyện tập xong 3 công thức tính số mol dựa theo khối lượng, thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn hoặc số nguyên tử hay số phân tử. Từ công thức số mol bằng khối lượng chất chia khối lượng mol, chúng ta có thể tính được khối lượng chất theo công thức khối lượng chất bằng số mol nhân khối lượng mol. Từ công thức số mol bằng thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn chia 24,79, chúng ta có thể suy ra được công thức tính thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn
là V bằng N nhân 24,79. Cuối cùng, với công thức N nhỏ bằng A lớn chia N lớn, chúng ta có thể tính được số nguyên tử, số phân tử theo công thức A lớn bằng N nhỏ nhân cho N lớn. Chúng ta sẽ luyện tập sử dụng công thức khối lượng chất bằng số mol nhân cho khối lượng mol, M nhỏ bằng N nhỏ nhân M lớn. Với câu 2, tính khối lượng của A 0,13 mol Al2O3. Với đề bài này, chúng ta có số mol Al2O3 bằng 0,13 mol. Khối lượng mol Al2O3 tính giống như tính phân tử khối, lấy 2 nhân 27 cộng 3 nhân 16, được kết quả là 102 gram trên mol. Vậy, khối lượng Al2O3 sẽ bằng số mol Al2O3 nhân cho khối lượng mol Al2O3 bằng 0,13 nhân cho 102, kết quả là 13,26 gram. Như vậy, từ số mol chúng ta đã tính được khối lượng chất. Câu B, tính khối lượng của 4,958 lít N2 ở điều kiện chuẩn. Đề bài cho thể tích N2 bằng 4,958 lít, nhưng để tìm khối lượng chất thì chúng ta cần có số mol nhân khối lượng mol. Nên từ thể tích N2 chúng ta tìm số mol N2 theo công thức N nhỏ bằng V chia cho 24,79. Có được số mol N2 là 0,2 mol. Tiếp tục tìm khối lượng mol của N2, cách tính giống như tính phân tử khối, lấy 2 nhân cho 14 được 28 gram trên mol. Cuối cùng, sử dụng công thức M nhỏ bằng N nhỏ nhân M lớn, chúng ta tìm được khối lượng của N2 bằng cách lấy số mol N2 nhân khối lượng mol N2, 0,2 nhân 28 được 56 gram. Từ thể tích, chúng ta tính được số mol, từ số mol chúng ta tính được khối lượng chất. Đó là cách làm của câu B. Câu C, tính khối lượng của 2,7 nhân 10 mũ 23 nguyên tử ZN. Đề bài cho số nguyên tử ZN là 2,7 nhân 10 mũ 23. Nhưng để tính khối lượng thì chúng ta cần lấy số mol nhân khối lượng mol. Nên đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm số mol. Khi đề cho số nguyên tử, để tìm số mol chúng ta vận dụng công thức N nhỏ bằng A lớn chia cho N lớn. Từ đó tìm được số mol của ZN là 0,45 mol. Khối lượng mol của ZN có số trị trùng với nguyên tử khối của ZN là 65 đơn vị gram trên mol. Vận dụng công thức M nhỏ bằng N nhỏ nhân M lớn, chúng ta tìm được khối lượng ZN bằng cách lấy số mol ZN nhân khối lượng mol ZN, 0,45 nhân 65 bằng 29,25 gram. Như vậy, từ số nguyên tử hoặc số phân tử chúng ta có thể tính được số mol và từ số mol chúng ta tính được khối lượng chất. Đây là cách tính khối lượng từ số nguyên tử hoặc số phân tử. Tiếp tục luyện tập công thức V bằng N nhỏ nhân 24,79. Với câu 3, tính thể tích ở điều kiện chuẩn của 0,12 mol H2S. Ở câu 3A, đề cho số mol H2S là 0,12 mol. Vậy, thể tích H2S sẽ bằng số mol H2S nhân 24,79. Thế số vào, chúng ta có kết quả 2,9748 lít. Như vậy, từ số mol chúng ta có thể dễ dàng tìm được thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn. Nhưng nếu đề không cho số mol thì sao? Ví dụ câu 3B, tính thể tích của 11,76 gram CO. Đề cho khối lượng CO. Nhưng để tính thể tích, chúng ta cần có số mol nhân 24,79. Nên từ khối lượng CO này, chúng ta phải đi tìm số mol CO. Có khối lượng chất, muốn tính số mol, chúng ta sẽ sử dụng công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia cho M lớn.
mà m lớn CO cách tính giống như tính phân tử khối. Lấy 12 cộng 16 được kết quả là 28 gram trên mol. Thế vào công thức tính số mol, chúng ta có 11,76 chia cho 28 được 0,42 mol. Tiếp theo, sử dụng công thức tính thể tích V bằng N nhân 24,79, chúng ta tìm được thể tích của CO bằng cách lấy số mol CO nhân cho 24,79, được kết quả là 10,4118 lít. Như vậy, từ khối lượng muốn tính thể tích thì chúng ta cần phải tìm số mol. Nếu đề cho m nhỏ, chúng ta cần tìm n nhỏ, sau đó mới tính được v. Câu 3, tính thể tích ở điều kiện chuẩn của 1,68 x 10 mũ 23 phân tử NO2. Đề cho số phân tử NO2, nhưng để tìm thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, chúng ta cần số mol. Vậy nên chúng ta vận dụng công thức n nhỏ bằng A lớn chia cho n lớn để tìm số mol NO2. Lấy số phân tử NO2 chia cho số Avogadro, chúng ta có 1,68 x 10 mũ 23 chia 6 x 10 mũ 23 được 0,28 mol. Đó chính là số mol của NO2. Sử dụng công thức V bằng N nhân 24,79, chúng ta tìm được thể tích của NO2 bằng cách lấy số mol NO2 nhân cho 24,79, được kết quả là 6,9412 lít. Tóm lại, từ số nguyên tử hoặc số phân tử, chúng ta phải đi tìm số mol. Có số mol, chúng ta mới tìm được thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn. Luyện tập tương tự với công thức A bằng N nhỏ nhân N lớn, tức là bằng N nhỏ nhân 6 nhân 10 mũ 23. Số nguyên tử hoặc số phân tử bằng số mol nhân cho số Avogadro. Chúng ta tiếp tục thực hiện câu 4. Tính số nguyên tử hoặc phân tử có trong A. 0,4 mol NaCl, B. 6,4 gram S cho nguyên tử khối của S là 32, C. 7,437 lít SO3 ở điều kiện chuẩn. Để tính số nguyên tử hoặc số phân tử, chúng ta có công thức A bằng N nhỏ nhân cho N lớn. Với câu A, số mol NaCl là 0,4 mol. Vậy, số phân tử NaCl sẽ bằng số mol NaCl nhân cho N lớn bằng 0,4 x 6 x 10 mũ 23. Kết quả là 2,4 x 10 mũ 23 phân tử. Với câu B, đề cho 6,4 gram S. Để tìm số nguyên tử S, chúng ta cần có số mol S. Do đó, đầu tiên chúng ta sẽ tìm số mol S theo công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia cho M lớn bằng 6,4 chia cho 32 được 0,2 mol. Sau đó, tìm được số nguyên tử S theo công thức A bằng N nhỏ nhân N lớn. Tương tự với câu C, đề cho 7,437 lít SO3 ở điều kiện chuẩn. Đề đang cho thể tích, nhưng chúng ta cần có số mol. Vậy, từ thể tích ở điều kiện chuẩn, chúng ta sẽ đi tìm số mol theo công thức N bằng V chia cho 24,79. Có số mol SO3 rồi, chúng ta sẽ tìm được số phân tử SO3 theo công thức A bằng N nhỏ nhân N lớn. Tóm lại, để tìm được số nguyên tử hoặc số phân tử thì chúng ta cần có số mol. Nếu đề chưa có cho số mol, chúng ta sẽ đi tìm số mol. Từ khối lượng, thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn hay số nguyên tử hoặc số phân tử, chúng ta có thể tính được số mol theo các công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia M lớn, N nhỏ bằng V chia 24,79, N nhỏ bằng A lớn chia cho N lớn. Ngược lại, từ số mol muốn tìm khối lượng chất hoặc thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn hay số nguyên tử hoặc số phân tử, chúng ta sẽ lần lượt sử dụng các công thức
khối lượng bằng số mol nhân khối lượng mol, thể tích bằng số mol nhân 24,79, số nguyên tử hoặc số phân tử bằng số mol nhân cho số Avogadro. Đây là sơ đồ chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích, số nguyên tử, số phân tử và lượng chất. Tiếp tục luyện tập các công thức trên. Với bài luyện tập 1, tính số mol. Để tính số mol, các em cần nhớ 3 công thức tính số mol. Luyện tập 2, tính khối lượng. Cần nhớ công thức tính khối lượng chất bằng số mol nhân khối lượng mol. Luyện tập 3, tính thể tích khí ở điều kiện chuẩn. Cần nhớ thể tích khí ở điều kiện chuẩn sẽ bằng số mol nhân cho 24,79. Luyện tập 4, tính số nguyên tử hoặc số phân tử. Theo công thức, A lớn bằng N nhỏ nhân cho N lớn. Khi đã nắm vững các công thức, các em có thể vận dụng vào việc tính khối lượng hoặc thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn đối với hỗn hợp. Ví dụ, tính khối lượng và thể tích ở điều kiện chuẩn của hỗn hợp khí gồm có 0,1 mol CO2 và 0,2 mol N2. Để tính khối lượng, chúng ta có công thức khối lượng chất bằng số mol chất nhân cho khối lượng mol, tức là M nhỏ bằng N nhỏ nhân cho M lớn. M lớn CO2 cách tính giống như tính phân tử khối. Chúng ta có 12 cộng 2 nhân cho 16 bằng 44 gram trên mol. Vận dụng công thức khối lượng CO2 sẽ bằng số mol CO2 nhân khối lượng mol CO2. Chúng ta tính được khối lượng CO2 là 4,4 gram. Tương tự, tính khối lượng mol của N2, sau đó tính được khối lượng của N2. Từ đó, tìm được khối lượng hỗn hợp bằng cách lấy khối lượng CO2 cộng cho khối lượng N2. Như vậy, nếu như chúng ta có hỗn hợp gồm các chất A, B, C, v.v., thì khối lượng hỗn hợp sẽ bằng khối lượng chất A cộng khối lượng chất B cộng cho khối lượng chất C, v.v. Tương tự như vậy, với thể tích của hỗn hợp khí ở điều kiện chuẩn, chúng ta có thể tính được thể tích CO2 và thể tích N2 theo công thức V bằng N nhân 24,79. Sau đó tính được thể tích hỗn hợp bằng cách lấy thể tích của CO2 cộng cho thể tích của N2. Như vậy, nếu chúng ta có hỗn hợp gồm các chất khí A, B, C, v.v., thì thể tích hỗn hợp khí sẽ bằng thể tích khí A cộng thể tích khí B cộng thể tích khí C, v.v. Cách thứ hai, chúng ta cũng có thể sử dụng công thức số mol hỗn hợp bằng số mol khí A cộng số mol khí B cộng số mol khí C cộng v.v. Thể tích hỗn hợp sẽ bằng số mol hỗn hợp nhân cho 24,79. Các em có thể tự chứng minh công thức này. Áp dụng vào bài tập trên, chúng ta tìm được số mol hỗn hợp bằng cách lấy số mol CO2 cộng cho số mol N2. Sau đó, tính được thể tích hỗn hợp bằng cách lấy số mol hỗn hợp nhân cho 24,79. Đây là bài tập tự luyện. Chúc các em học tốt!